Đẹp Tự Nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, kênh Khỏe Đẹp Tự Nhiên là kênh chuyên chia sẻ các kiến thức về sức khỏe, các mẹo dân gian trị bệnh, đặc biệt là các món ăn bài thuốc hay dành cho người bệnh tiểu đường. Quay trở lại với chuyên mục bệnh tiểu đường, ngày hôm nay Khỏe Đẹp Tự Nhiên xin được chia sẻ tới quý vị những nội dung kiến thức như sau. 1. Trả lời câu hỏi bệnh tiểu đường có ăn được yến mạch hay không? Yến mạch tốt như thế nào với người tiểu đường? 2. Những tác dụng sức khỏe khác của yến mạch khiến bạn không thể từ chối. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết để hiểu rõ hơn quý vị nhé! Người tiểu đường vui sướng vì đã phát hiện ra loại thực phẩm khắc chế bệnh hiệu quả nhất. 1. Vai trò của yến mạch đối với sức khỏe người bệnh tiểu đường. Để tìm hiểu bệnh tiểu đường ăn yến mạch được không, thì người bệnh phải biết được vai trò của yến mạch đối với sức khỏe con người. Theo một số nghiên cứu, yến mạch có thể kiểm soát được lượng đường trong máu. Sở dĩ như vậy là do yến mạch chứa beta-glucan, loại chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này có thể hấp thụ trong ruột, tạo thành chất dẻo dày giống gel. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có thể giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thụ cát, kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Một đánh giá gần đây cho thấy beta-glucan từ yến mạch làm giảm lượng đường trong máu, kiểm soát lượng đường trong máu ở những người bệnh tiểu đường type 2. Một số nghiên cứu nhỏ cũng đã liên kết ăn những thực phẩm chứa beta-glucan tăng sự đề kháng insulin, có ích ở những người bệnh tiểu đường type 2. Bột yến mạch rất tốt đối với người bệnh tiểu đường, những người cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ. Vì yến mạch có chứa lượng đường thấp nên sẽ duy trì được lượng gluco ổn định cho người bệnh tiểu đường. Với câu hỏi người bệnh tiểu đường ăn yến mạch được không thì câu trả lời là có. Vì trong bột yến mạch, đặc biệt là yến mạch tinh khiết, không GMO có khả năng giúp giảm đề kháng insulin và giảm cholesterol, đồng thời nâng cao sức khỏe tim mạch người bệnh tiểu đường. Ngoài ra, người bệnh tiểu đường ăn yến mạch còn giúp bảo vệ da, điều chỉnh độ pH của da, giảm viêm da, ngứa da. Mặt khác, yến mạch chứa nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giúp giảm cân, quản lý được cân nặng. Điều này rất tốt đối với người bệnh tiểu đường béo phì. Việc thường xuyên bổ sung yến mạch vào thực đơn của người tiểu đường là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, sử dụng yến mạch đúng cách chính là một bước quan trọng để cải thiện tình trạng sức khỏe của người bệnh tiểu đường. Nếu bạn làm sai cách, có thể làm cho tình trạng bệnh bị ảnh hưởng và trở nên nặng hơn. Gợi ý cách chế biến yến mạch dành cho người bệnh tiểu đường. Để duy trì những lợi ích sức khỏe từ bột yến mạch khi bổ sung chúng vào chế độ ăn, người bệnh tiểu đường cần phải lưu ý đến cách chế biến. Vì chỉ khi chế biến và phối hợp thực phẩm đúng cách sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và cải thiện sức khỏe người bệnh tiểu đường. Sau đây là một số gợi ý khi bạn chế biến yến mạch. Khi ăn, người bệnh nên chọn yến mạch Iris Island hoặc yến mạch cắt thép vì trong chúng có hàm lượng chất xơ hòa tan cao hơn, giúp điều chỉnh đường huyết người bệnh tiểu đường. Người bệnh nên ăn cùng với protein hoặc chất béo lành mạnh như trứng, hạt hoặc sữa chua. Cách khác, người bệnh có thể thêm 1-2 thìa quả óc chó hoặc hạnh nhân băm nhỏ sẽ bổ sung lượng protein và chất béo lành mạnh giúp ổn định đường huyết. Hạn chế chất tạo ngọt như siro, đường, mật ong. Thay vào đó, người bệnh có thể thêm các loại quả mọng vì trong quả mọng có chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng tốt, chất tạo ngọt tự nhiên. Sử dụng sữa chua Hy Lạp và bột yến mạch cũng là một gợi ý vì trong sữa chua có chứa protein, cát và chất béo. Đây được xem là bữa sáng hoàn hảo cho người bị tiểu đường. Nó giúp kiểm soát đường huyết và cơn đói của bạn. Quế có đầy đủ các chất chống oxy hóa, có đặc tính kháng viêm,
và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người bệnh tiểu đường. Mặt khác, khi sử dụng quế cùng với bột yến mạch sẽ giúp cải thiện độ nhạy của cơ thể với insulin. Dùng nước ấm hay sữa ít béo để pha yến mạch. Mặc dù nước phù hợp cho việc giảm hàm lượng chất béo, nhưng sữa ít béo giúp bổ sung dinh dưỡng vào cơ thể. Lượng chất béo dùng đến không cần phải quá nhiều. Chế độ ăn lành mạnh là rất cần thiết đối với sức khỏe người bệnh tiểu đường. Vì vậy mà mọi người cần phải hết sức lưu ý khi sử dụng thực phẩm. Lượng đường ổn định sẽ kiểm soát được các biến chứng xảy ra như tim mạch, thận, gan. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống tích cực cùng người thân, bạn bè. Người bệnh tiểu đường ăn yến mạch cần lưu ý những gì? Bột yến mạch mang lại hàng loạt các lợi ích cho sức khỏe và có thể là một thức ăn tốt cho những người mắc bệnh đái tháo đường, miễn là khẩu phần ăn được kiểm soát tốt. Một chén bột yến mạch nấu chín có chứa khoảng 30g carbon hydrate, rất phù hợp với chế độ ăn dành cho người bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, việc sử dụng bột yến mạch và chế độ ăn uống, người bệnh cần phải lưu ý những vấn đề sau. Bột yến mạch giúp điều chỉnh lượng đường huyết nhờ hàm lượng chất xơ cao, nhưng chính hàm lượng chất xơ cao này có thể gây hại đối với người bệnh tiểu đường mắc bệnh dạ dày. Người bệnh tiểu đường không nên dùng bột yến mạch đóng gói sẵn, ăn liền và có hương vị vì thường có nhiều đường và muối bổ sung, ít chất xơ không tốt cho sức khỏe người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường không nên cho thêm đường, chất tạo ngọt, mật ong hoặc siro vì những loại này có thể làm giảm các tác dụng của bột yến mạch. Không sử dụng kem trong món ăn cho người bệnh tiểu đường, lượng chất béo cao làm tăng cholesterol, dẫn đến khó kiểm soát được lượng đường. Một lượng nhỏ trái cây khô có thể chứa lượng carbon hydrate cao, vì vậy người bệnh tiểu đường không nên thêm quá nhiều quả khô khi ăn nhé. 2. Những lợi ích sức khỏe khác của yến mạch khiến bạn không thể từ chối. Yến mạch là một trong những thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, rất nhiều lợi ích của yến mạch đã được kiểm chứng bằng các nghiên cứu khoa học. Yến mạch đã có cách đây hơn 4.000 năm và được mệnh danh là nữ hoàng của các loại ngũ cốc. Ngày nay, yến mạch là thực phẩm được ưa chuộng trên toàn thế giới. Vậy, lợi ích của yến mạch là gì? Hãy cùng Khỏe Đẹp Tự Nhiên xem tiếp những chia sẻ dưới đây để có thể thêm một số thông tin hữu ích về loại ngũ cốc thần kỳ này nhé. Yến mạch tốt cho tim mạch. Yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan, một dưỡng chất có thể làm giảm hấp thụ cholesterol vào máu, từ đó giúp ngăn ngừa đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch. Ngoài ra, beta-glucan trong yến mạch còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Một nghiên cứu được thực hiện gần đây cho thấy các thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch rất hiệu quả. Hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ có trong yến mạch giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể nhanh chóng và hiệu quả. Dưỡng chất này sẽ làm cho kết cấu của phân trở nên mềm, giúp bạn dễ dàng đi tiêu, tránh táo bón. Do đó, đối với những người đang gặp vấn đề về đường ruột, yến mạch là thực phẩm rất hữu ích. Ngăn ngừa đái tháo đường. Yến mạch có thể cải thiện sự nhạy cảm của cơ thể với insulin, một loại hormone sản sinh bởi tuyến tụy, phục vụ nhiều mục đích trong cơ thể. Việc ăn yến mạch thường xuyên có thể làm giảm lượng insulin, hạ đường huyết, làm giảm và duy trì mức độ gluco. Ngoài ra, yến mạch còn có chứa nhiều chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường trên 30%. Hỗ trợ giảm cân. Yến mạch là thực phẩm có tác dụng giảm cân rất tốt. Các chất xơ trong yến mạch cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Không những vậy, trong yến mạch còn có chứa nhiều carbon hydrate lành mạnh, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Ngoài ra, yến mạch cũng kích thích sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp giảm cân.
ngăn ngừa ung thư. Yến mạch có nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phân tử gây hại, được gọi là các gốc tự do. Không những vậy, yến mạch còn là một trợ thủ trong cuộc chiến chống ung thư. Yến mạch chứa selen, chất chống oxy hóa, giúp sửa chữa và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Cải thiện tâm trạng. Yến mạch có thể chống lại chứng trầm cảm và giúp tâm trạng của bạn tốt hơn. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có chứa một lượng cát lành mạnh, kích thích sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởi tryptophan. Chất dẫn truyền này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thèm ăn, giấc ngủ và tâm trạng. Ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Hemoglobin là thành phần chính trong các tế bào hồng cầu. Khi cơ thể thiếu các tế bào hồng cầu sẽ gây ra bệnh thiếu máu. Triệu chứng thiếu máu bao gồm mệt mỏi, da nhợt nhạt, sưng tấy lưỡi, ngứa ran ở chân, thở dốc, chóng mặt và nhức đầu. Một khẩu phần yến mạch có chứa một lượng lớn chất sắt. Điều này rất cần thiết cho sự hình thành hemoglobin. Vì vậy, công dụng của yến mạch còn giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người bị chứng đau nửa đầu mãn tính thường có mức magie thấp hơn so với người không mắc bệnh này. Vì vậy, sự cân bằng của magie có thể giúp ngăn ngừa chứng bệnh này. Magie là một trong năm khoáng chất dồi dào được tìm thấy trong yến mạch. Do đó, bạn nên thường xuyên thêm thực phẩm này vào chế độ ăn để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Cải thiện cơ bắp. Cải thiện cơ bắp là một trong những lợi ích tuyệt vời của yến mạch mà không nhiều người thực sự biết. Nếu bạn muốn cải thiện và tăng cường lượng cơ trong cơ thể mình, hãy thử bắt đầu buổi sáng bằng một bát yến mạch. Ngoài ra, yến mạch còn là nguồn cung cấp carbohydrate lành mạnh bởi nó có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là nó sẽ thúc đẩy quá trình giảm mỡ và bảo toàn lượng cơ trong thời gian luyện tập. Sắt được tìm thấy trong yến mạch cũng là một khoáng chất cần thiết để vận chuyển oxy thông qua dòng máu đến các cơ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là video của chúng ta đến đây tạm thời khép lại. Rất mong rằng những thông tin kiến thức chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích quý vị trong cuộc sống, giúp những bệnh nhân tiểu đường kiểm soát tốt căn bệnh của mình, cũng như lựa chọn được những loại thực phẩm, nước uống, những cách phòng ngừa và kiểm soát tốt nhất đường huyết cho bản thân. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị sức khỏe và luôn an vui trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.